Chào mừng mọi người, chúng mình đã quay trở lại rồi đây, Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Và các bạn biết không, trong bóng đá hiện đại thì sức mạnh không còn đóng vai trò quan trọng, nhưng đó chắc chắn là yếu tố không thể bị bỏ qua. Hãy thử tưởng tượng một đội bóng với tất cả các cầu thủ như Messi, dù khéo léo đến đâu khi phải thi đấu với 11 chàng trai to cao lực lưỡng thì ắt hẳn họ cũng phải chùn bước. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem 10 cầu thủ được đánh giá là khỏe nhất thế giới ở thời điểm hiện tại nhé. Nếu thấy video này hay thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng mình nha. Chào mọi người. Trong bóng đá hiện đại ngày nay, sức mạnh không còn đóng vai trò quan trọng nhất, nhưng chắc chắn yếu tố này không thể bị gạt bỏ hoàn toàn khỏi bóng đá. Hãy thử tưởng tượng một đội bóng với những cầu thủ như Lionel Messi, dù khéo léo đến đâu, nhưng khi phải thi đấu với một đội bóng có 11 anh chàng to khỏe, lực lưỡng thì những cầu thủ như siêu sao người Argentina chắc chắn cũng phải chùn bước. Dưới đây là danh sách 10 cầu thủ được đánh giá là khỏe nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên, không thể không nhắc đến cầu thủ này, đó chính là Zlatan Ibrahimovic, cao 1m95 và nặng 91kg. Hiếm có cầu thủ nào trên thế giới có thể hình vừa to lớn lại vừa nhanh nhẹn như tiền đạo người Thụy Điển này. Ngoài ra, Ibrahimovic còn thuần thục cả taekwondo, sở hữu võ công thượng thừa cùng với thể hình vượt trội. Ibra có thể gây hấn với bất kỳ ai trên sân, kể cả đồng đội của mình. Quái thú Akin Fenwa, lý do mà fan đặt cho cầu thủ người Anh biệt danh như vậy là vì cơ thể quá khủng của anh chàng này. Cao 1m80 và nặng tới 101,6kg, Akin Fenwa chính là cầu thủ khỏe nhất thế giới do FIFA bình chọn. Trong trận chung kết FA Cup giữa AFC, Wimbledon và Liverpool, Akin Fenwa đã từng đe dọa đồng đội rằng tôi muốn có áo đội chủ Steven Gerrard bên phía Liverpool và sẽ đấm bất kỳ ai nếu có ý định tranh giành với tôi. Tất nhiên, Akin Fenwa đã được toại nguyện vì đồng đội của anh không ai đủ can đảm để mà chơi trò mạo hiểm như vậy. Nằm trong top cầu thủ bóng đá khỏe nhất hành tinh, chắc chắn không thể thiếu cái tên của Cristiano Ronaldo. Sở hữu cơ bắp khổng lồ trên cơ thể, năng lượng dồi dào nhờ luyện tập và ăn uống hợp lý, CR7 đã từng khiến các bác sĩ của câu lạc bộ Juventus ngạc nhiên đến nỗi không tin vào mắt mình khi đọc các chỉ số về thể trạng của Ronaldo. Theo đó, CR7 đã 34 tuổi, nhưng cơ thể thì không khác gì một chàng trai 20. Đúng là tuổi tác đối với Ronaldo chỉ là con số. Được ví như là hòn đá tảng ở vị trí phòng ngự, Chris Samba chính là chướng ngại cực kỳ khó chịu đối với các tiền đạo. Điểm mạnh của cầu thủ này nằm ở thể hình, cao 1m9 và nặng tới 100kg. Tuy không thực sự khéo léo với trái bóng vì thân hình của mình, nhưng rất ít tiền đạo dám gửi tới chuyện vượt qua anh nếu không muốn nằm sân. Có thể hình không khác gì một hậu vệ quét trong môn bóng bầu dục của Mỹ. Ở thời đỉnh cao, trung vệ người Nigeria Danny Situ có thể hất ngã các tiền đạo đối phương dễ như bỡn. Nhắc tới Hulk thì có người chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến một gã khổng lồ trên phim với nước da xanh lè, luôn luôn tức giận mà sức mạnh thì không khác gì 1.000 người gộp lại. Nhưng trong bóng đá thì có một cầu thủ tên Hulk và biệt danh của anh ta chính là khổng lồ xanh, chính là gã khổng lồ trên phim. Độ trâu bò của cầu thủ này được thể hiện qua những đoạn quảng cáo trên TV như giật bay của quần áo, sút bay cả đồng đội, thậm chí là rách lưới khung thành. Các hậu vệ trái thường là những người nhỏ con, nhanh nhẹn và vốn không đủ thể hình để chơi ở các vị trí khác. Nhưng với cân nặng 90kg và chiều cao 1m75, Jelzie Kolobi là một hậu vệ trái hoàn toàn khác. Cầu thủ đang khoác áo vâu này có phần thân đồ sộ, gần như là một khối vuông và không ngần ngại thể hiện sức mạnh của mình mỗi khi cần thiết.
lối chơi máu lửa và đầy nhiệt huyết, Yaya Touré chính là nỗi kinh hoàng của khu trung tuyến cho bất kỳ cầu thủ nào. Với chiều cao là 1,9m và cân nặng là 90kg, Touré không chỉ có thể hình lý tưởng, anh còn có đôi chân rất khéo léo, tốc độ và một nhãn quan chiến thuật hiếm thấy ở một cầu thủ cần càng như thế. Ngoài Yaya Touré thì thêm một cầu thủ khác của Manchester City được ví như quái vật, đó chính là Vincent Kompany, con quái vật nơi hàng hậu vệ của câu lạc bộ. Đầu trọc, khuôn mặt bậm trợn, cao to và lối đá quyết liệt, không ngại va chạm chính là những gì cầu thủ này sở hữu. Và việc tranh chấp tay đôi với cầu thủ này trên sân quả thật là một cơn ác mộng đối với các cầu thủ khác. Nếu ai đó có ý định làm lại phim Gladiator và mời các cầu thủ bóng đá làm diễn viên, thì đội trưởng của Juventus, Giorgio Chiellini, hoàn toàn thích hợp cho một vai quan trọng. Khả năng cận chiến quyết liệt không ngần ngại trước đối thủ, cùng với đó là một thể hình sung mãn. Để có thể vượt qua anh ta, thì có rất nhiều các tiền đạo đội bạn sẽ phải đánh đổi nhiều thứ và nặng hơn là chấn thương. Thấy như thế nào? Ai mới là người làm các bạn ấn tượng nhất? Hãy chia sẻ ý kiến với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ở phía dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để theo dõi được những video mới nhất đến từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!